Hello, chào mừng anh em gặp lại hôm nay nha. Rất vui mừng gặp anh hôm nay. Đây mình hàng về rất nhiều về tối hôm qua nè. Mình sẽ giới thiệu sơ cho anh em rất nhiều máy rất đẹp, trong ra ngoài luôn. Trước hết mình xin chào tất cả anh em nha. Chúc anh em nhiều niềm vui, nhiều cuộc sống. Chúc anh em toàn thể anh em nhiều sức khỏe và ổn định công việc. Hôm nay tình hình dịch bệnh hơi nhiều, mong anh em giữ sức khỏe nha. Mình rất mong anh em đóng góp ý kiến những clip của mình hơi thiếu sót thì anh em cứ đóng góp ý kiến hoặc liên hệ số điện thoại bên dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh em nào còn thắc mắc. Và trước đây mình sẽ giới thiệu anh em nhiều máy hơn, anh em nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới của mình. Đây giới thiệu cho anh em, đây là hàng mới về sáng nay hôm nha, sáng nay mình tiếp cho anh em nè. Đây là một em 4GH65 cực kỳ mới luôn, như không tróc nó sơn, quá là đẹp luôn. Xin tả ta dết, không like, không liếc gì hết. Máy này quá mới. Kế bên này là em 3T72, 18 ngựa, dòng 72 ly nha. Đây là 2 LK này, đây là từ trước 4GH lòng 78, 45 mã lực. Đây là 3T75, 1GM, 2 Mitsubishi. Đây là một em 6 cô Mitsu em 640, 259 mã lực, lòng một tắc lẻ 5 nha. Lòng một tắc lẻ 5 em này là rất là đẹp. Đồ tắc lẻ 5 này rất thông dụng, bề ngoài thì giống tắc mốt, đồ đặc rất như nhau. Thực sự rất đẹp, chỉ dập combo thôi. Hộp số truyền này để coi đây. Hộp số truyền của em này là 2.91 nha. Cũng là máy này rất đẹp. Kế đây em Hino 120 mã lực, lòng tắc lẻ 5. Kế bên Hino là một em S4M không có hộp số nha. Hiện nay về hộp số cũng rất là đẹp. Mình về mình chưa vệ sinh dây điện, dây đài để nó hơi rối. Dây điện tắp lô để ở bển mình mua về không có nha. Mình cắt ở bển luôn. Công hàng không có, bất cứ công hàng trước giờ không có tắp lô. Cắt ở bển luôn. S4M này 140 chu mã lực. Lòng tắc mốt nha. S4M. Có ghi chưa? Con máy này có đóng số cân là 693 kg. Không cấp số nha, trọng lượng không có số. Trọng lượng này không cấp số. Đây là một em 6 Isuzu 6BD1 180 mã lực. Em này thời sơn màu sơn, cũ màu sơn thì nó hơi lạ chút. 6BD1 này lọc tông là một tắc lẻ 2. Này mắc lắc không biết bao nhiêu số chuyền nha. Số chuyền từ này em này là 3 tua lẻ 8. Đây là một em 6CHK nữa, 105 mã lực, rất là đẹp. Tay gạt tê cao luôn, bắt tông tắc lẻ 5. Hộp số truyền 2.94. Hộp số truyền bên này 3 tua lẻ 5. Trong đây là em 4H25 như 4CH vậy, bắt tông tắc lẻ 5, 70 mã lực. Hàng rưỡi tua luôn. Đây là mấy em nhỏ nhỏ, 3GH, 2GM rồi có. Đây là một em dòng cao tốc nữa, cái đầu không. FD35. Bắt tông một tắc nha. Em này thì 155 mã lực, 2900 tua. Này cái dòng cao tốc 2900 tua, 155 mã lực nha. Đây là một em 4H55, nó thiếu đồ. Cái này chắc là mình rã máy xét rồi. Anh em có nhu cầu phụ tùng máy xét thì liên hệ mình. Đây là một em 16 FD35. FD35 là lòng của một tắc. Này là 155 mã lực, 175 mã lực nha. 2700 tua. Đây là một cặp cặp ca tẹt này là về hôm trước rồi. Đây là một em Hino cũng lần tắc lẻ 5 nữa. Hino tắc lẻ 5 nữa. Đây, mình giới thiệu sơ. Anh em quan tâm nhớ liên hệ số điện thoại bên dưới nha để đóng góp ý kiến của mình. Đây một em Kobotsu lòng 95 ly. Kobotsu lòng 95 ly, 195 mã lực nha. Đây là của một em cô Mitsu nữa, giống em trước nữa, em 640 bê tông một tắc lẻ 5. Một tắc lẻ 5. Hộp số truyền em này là bao nhiêu này? À cuốn em số truyền em này cũng là 2.91 nữa. 2.91 nha anh em. Mấy bãi về mình thường đứng về đây cứ nước sơn tóc tóc xui xui rất là đồ đạc. Nguyên rinh nguyên kiện hết. Mấy lần đây là cứ nổ được là vậy anh em xài thôi. Đồ đẹp bảo đảm nha anh, chất lượng từ A đến Z hết. Cốt có tân đa
bê tông dơ không nứt nỉ không hàng bể đâu. Đây là một em 6A. 6A này là thường là nó em này là 200 ngựa bê tông một tấc mốt nha, 6 máy sushi. Sushi. Hộp số em này là 2 tua 85. Thùng đời này đầy, đặc biệt đây thùng nước lớn, thùng nước tròn chứa đựng nước chứ không phải thùng nước vuông đời trước, nó có được phiên bản đời nước trước đó. Đây là một em 3Z 15, em này rất hot, 55 mã lực nhưng rất thông dụng. Hôm trước giờ nhiều anh em mới tìm kiếm 55 mã lực nha, không biết em này là bao nhiêu tua để mới coi mặt rồi báo anh em bao nhiêu tua ra. Em này là 5 tua 20, em này rất đẹp, chỗ là rất đẹp, bên này không có xét, không có rỉ gì hết, rất đẹp. 5 tua 20, bắt tông em này là 91 năm. Và đặc biệt nữa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dân mang đây là 3 Mitsubishi S3M, máy đời mới và máy cũng cực kỳ mới luôn. Em này 65 mã lực, 65 mã lực nha, máy rất đẹp, bô cổ được không, cực kỳ mới. Cái góc này hơi tối, mình sẽ chỉnh rõ hơn em xem nè, góc này hơi tối, máy rất là mới, 65 mã lực, rất là đẹp, rất là mới luôn. Không biết số này mấy tua đây, quay kỹ. Hộp số em này là 3 tua 20 nha, Mitsubishi S3M, lòng cũng 91 năm. Em này nếu 3 tua 20 là chạy rất dữ. Kế đây là một em 4CHK rất là đẹp, gọi là long lanh luôn, mấy bãi gì là tuyệt vời, hiếm lắm. Hộp số em này là 2 tua 94, hiếm khi gì là đẹp đó. 4CHK lòng 1 tấc 05, nguồn điện hoạt động 24V, được cục đề chuyền luôn nha anh em, nguồn cục đề chuyền, máy thì rất đẹp, tốt đề chuyền luôn. Đây là một em Suzu về vừa trước nè, Suzu này thì rẻ tiền, 450 ngựa, 12 máy, 2 heo. Đây là 6CHK 155 mã lực nè, bê tông 1 tấc 05. Đây là những con máy về hôm trước giới thiệu sơ luôn. Đây là một em 6BH rất là đẹp, nhưng mà 6BH chuyên gồng cao tốc chỉ sơn màu này thôi nha, giăng mai cao tốc chỉ sơn màu này thôi, giăng mai cao tốc chỉ sơn màu xanh này, 130 mã lực, 3.001 tua. Nếu mà mấy 6 rồi mà giăng mai mà đẹp tới 3.001 tua rất là hiếm nha anh em, chuyên dần cao tốc thôi. Em này người ở bển người ta xài đuôi Z đó, không sạp số, nên về cắt Việt Nam là không có đuôi Z luôn. Sơn hàng gió nằm sau, trục bô nằm dưới, đây trục bô này rất là gọn, rất gọn, máy trọng lượng rất nhẹ nè, rất là gọn, cái chuyên cao tốc. Đây 6BH cũng 130 người nhưng mà đời thường. Đây 6HA, em này là 6HA không trục bô, 165 mã lực. CHK 105 mã lực. CH em này sơn cũ màu xanh là CHDT 4 số bắc, 190 mã lực. Đây là CH K nữa, có trục bô sườn gió 155. Đây là 4LM. 4LM em này là 48 mã lực. 4LM 48 mã lực. Bô thì dập dập, biết trong sao đây. Ô, rất là mới, cực kỳ mới. Giờ hơi em này rất mới, bắt vô nước sơn này hơi xùi xùi. Đây là còn rất nhiều CHK nha. CHK BH CH. Và trong kia là một em Mitsubishi S3M-2 một 380 mã lực. Và một số máy xác, đây là HA. Anh em quan tâm nhớ liên hệ số điện thoại mình nha. Nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới sẵn sàng hỗ trợ anh em. Mong em đóng góp ý kiến. Dạ, chào hẹn gặp lại anh em lần sau nha.